Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tại Mỹ, cuộc đua vào Nhà Trắng đang trở nên quyết liệt. Hai ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa là bà Kamala Harris và ông Donald Trump đang tăng tốc mạnh mẽ để tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri. Mới đây, bà Harris đã xuất hiện trong ngày khai mạc tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ diễn ra ở thành phố Chicago, bang Illinois. Ban đầu, bà Harris được dự đoán sẽ chỉ phát biểu khi nhận đề cử vào tối ngày 22 tháng 8, thời điểm bế mạc đại hội. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ xuất hiện ngay ở ngày khai mạc và khẳng định quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, đồng thời cảm ơn đương kim Tổng thống Joe Biden vì thời gian lãnh đạo đất nước vừa qua. Trong khi đó, đối thủ của bà Harris, cựu Tổng thống Donald Trump cùng ngày đã công bố một loạt chính sách kinh tế khi vận động tranh cử tại Pennsylvania. Theo đó, ông Trump cam kết bãi bỏ các quy định của chính quyền Mỹ hiện tại về hạn chế ô nhiễm nhà máy điện. Bên cạnh đó, ông Trump khẳng định sẽ hạn chế sự tiếp cận của nước ngoài vào thị trường nội địa với mục tiêu 100% mặt hàng thiết yếu đều do Mỹ sản xuất nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 5 tháng 11 tới. Theo thống kê sơ bộ, bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, đương kim Tổng thống ông Joe Biden có tỷ lệ phiếu đảng tương ứng là 86,72%, tương đương 16.910.010 phiếu, mặc dù hiện nay ông đã rút lui khỏi cuộc đua để bà Harris thay thế. Cựu Tổng thống Donald Trump có tỷ lệ phiếu đảng là 76,38%, tương đương 22.479.701 số phiếu bầu. Ông Trump đứng sau tấm kính chống đạn trong buổi vận động ngoài trời ở bang Bắc Carolina, biện pháp an ninh vốn chỉ dành cho Tổng thống đương nhiệm. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump hôm 21 tháng 8 tổ chức vận động tranh cử ở thành phố Asheboro, bang Bắc Carolina, đánh dấu sự kiện ngoài trời đầu tiên từ vụ ám sát nhằm vào ông ở bang Pennsylvania tháng trước. Những tấm kính chống đạn được dựng lên bao quanh toàn bộ sân khấu, ngăn cách cựu Tổng thống với khán giả. Các biện pháp đảm bảo an ninh cho ông được tăng cường sau khi Sở Mật vụ hứng chỉ trích gay gắt vì để lọt nghi phạm ám sát cựu Tổng thống trong cuộc vận động tranh cử ở Butler ngày 13 tháng 7. Container được xếp chồng xung quanh khu vực diễn ra sự kiện để tạo thêm tường chắn và cản trở tầm nhìn. Lính bắn tỉa được bố trí trên những mái nhà gần đó. Hai quan chức hành pháp liên bang cho biết Sở Mật vụ đã triển khai các đội chống bắn tỉa, máy bay không người lái, công nghệ chống thiết bị bay không người lái. Một tuần trước, cuộc vận động các đơn vị của Sở Mật vụ đã rà soát địa điểm này. Theo giới chức hành pháp, thông lệ sử dụng kính chống đạn cho các sự kiện ngoài trời thường dành riêng cho Tổng thống đương nhiệm, nhưng Sở Mật vụ đã áp dụng ngoại lệ sau vụ ám sát hụt nhằm vào ông Trump. Bài phát biểu của ông Trump ở Bắc Carolina chủ yếu tập trung vào an ninh quốc gia. Ông đổ lỗi cho Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris về cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan và các cuộc chiến ở Ukraine, Trung Đông. Theo ông, bà Harris là người cánh tả cực đoan nhất từng tranh cử chức vụ chính trị cao cấp ở đất nước chúng ta và sẽ hủy hoại đất nước nếu bà được bầu vào Nhà Trắng. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa dành cả tuần qua để thăm các bang chiến trường. Đây cũng là tuần bận rộn nhất của ông kể từ các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Cuộc vận động ở Asheboro là chuyến đi thứ hai của Trump đến Bắc Carolina trong tuần qua, phản ánh tầm quan trọng của bang này trong bầu cử năm nay. Trump đã giành chiến thắng ở Bắc Carolina với cách biệt đáng kể hồi năm 2016. Ông tiếp tục thắng ở Bắc Carolina năm 2020 nhưng với cách biệt xít sao. Sau kết quả bỏ phiếu chính thức, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã được phê chuẩn là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử tháng 11 tới. Cuộc bỏ phiếu đã diễn ra tại Trung tâm thi đấu thể thao trong nhà United Center trong khuôn khổ Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ diễn ra ở thành phố Chicago thuộc bang Illinois, Mỹ. Trong thông điệp đưa ra, sau khi chính thức nhận đề cử ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris bày tỏ vinh dự khi được đề cử, đồng thời khẳng định sẽ lập ra lộ trình mới để tiến về phía trước. Trên thực tế, thủ tục tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ chỉ mang tính nghi thức. Trước đó, trong cuộc bỏ phiếu qua email và điện thoại thực hiện hồi đầu tháng này, bà Harris đã hội đủ phiếu ủng hộ để trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới. Tại đại hội, đại biểu các bang một lần nữa thông báo về quyết định của mình thông qua một cuộc bỏ phiếu mang tính tượng trưng. Bà Harris, 59 tuổi, là phụ nữ da màu đầu tiên được chọn làm ứng cử viên tổng thống của một chính đảng tại Mỹ. Bà trở thành đại diện của Đảng Dân Chủ sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố ngừng tranh cử ngày 21 tháng 7. Chính thức trở thành ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ, bà Harris đang nắm lợi thế tranh cử nhưng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế và chính sách. Phó Tổng thống Kamala Harris nói qua đường truyền video được phát tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ ở Chicago ngày 20 tháng 8, chính thức trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng. Chúng tôi rất vinh dự khi được mọi người đề cử. Đây là chiến dịch tranh cử do mọi người thúc đẩy và chúng ta sẽ cùng lập ra lộ trình mới để tiến về phía trước. Đây là dấu mốc quan trọng đưa bà Harris bước lên cỗ xe chạy đua với đối thủ Donald Trump trong chặng nước rút khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra sau hơn 2 tháng nữa. Nó cũng khiến cho bà Harris sẽ phải đối mặt nhiều thách thức hơn khi từ vị trí phó tướng của Tổng thống Joe Biden trở thành người dẫn dắt Đảng Dân Chủ trong nỗ lực duy trì kiểm soát Nhà Trắng. Khi Đảng Dân Chủ nhanh chóng tập hợp ủng hộ bà Harris, điều đó đánh dấu bước nhảy vọt về niềm tin của cử tri trong đảng về cơ hội ngăn ông Trump tái đắc cử. Bà đã thu hẹp khoảng cách với ông Trump và thậm chí vượt ứng viên Cộng hòa trong một số cuộc thăm dò dư luận tại các bang chiến trường. Ông Trump, sau nhiều tháng dẫn đầu, đã nhanh chóng rơi vào thế phải cạnh tranh siết sao với ứng viên mới của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, khi cuộc đua bước vào giai đoạn 2 với những hoạt động đối đầu quyết liệt hơn giữa hai bên, bà sẽ phải đối mặt với nhiều rào cản lớn hơn. Trở thành ứng viên chính thức của Đảng Dân Chủ, đồng nghĩa bà Harris sẽ phải chịu áp lực công kích lớn hơn từ ông Trump và phe Cộng hòa, cũng như chịu sự soi xét chặt chẽ hơn của cử tri với chính sách của mình, cùng những tương tác không lường trước với công chúng. Trong chưa đầy một tháng, bà Harris đã định vị là ứng viên cho sự thay đổi trong cuộc bầu cử mà nhiều cử tri muốn tìm kiếm người thay thế cho cả ông Biden và ông Trump. Ở tuổi 59, bà trẻ hơn ông Trump 19 tuổi và có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ nếu đắc cử. Tuy nhiên, có những tranh cãi về khả năng bà Harris có thể giành được ủng hộ của một phần cử tri trung dung khi bà chưa thể kéo giảm được tỷ lệ ủng hộ của ông Trump trong những người Cộng hòa và bảo thủ. Đảng Cộng hòa đã chỉ trích vai trò của bà Harris tại Nhà Trắng, đặc biệt là về chính sách ngoại giao để đổ lỗi cho sự gia tăng nhanh chóng của người di cư bất hợp pháp qua biên giới phía Nam với Mexico. Họ cũng đã cố gắng quy kết trách nhiệm cho bà về lạm phát và tình trạng nền kinh tế trong nhiệm kỳ của ông Biden. Ngoài ra, các chiến lược gia từ cả hai đảng Dân Chủ và Cộng hòa đều tin rằng bà Harris sẽ phải tiếp xúc nhiều hơn với báo giới và công chúng trong những tuần tới. Bà Harris cho đến nay mới chỉ phát biểu tại các sự kiện chính thức hoặc buổi vận động tranh cử, hạn chế trao đổi với báo chí trong các chuyến đi. Bà cũng chưa thực hiện bất kỳ cuộc phỏng vấn nào từ khi gia nhập đường đua. Tuy nhiên, điều đó sẽ sớm thay đổi. Bà Harris sẽ có bài phát biểu quan trọng nhất trong sự nghiệp chính trị tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ tuần này và tham gia nhiều sự kiện tranh cử hơn trong những tuần tới. Bà cũng sẽ có 2 lần tranh luận trên truyền hình với ông Trump vào đầu tháng 9 và cuối tháng 10. Donald Trump cân nhắc để Robert Kennedy tham gia chính quyền nếu đắc cử với điều kiện ứng viên độc lập dừng cuộc đua và ủng hộ Đảng Cộng hòa. Tôi thích và tôn trọng ông ấy, một người rất thông minh. Tôi quen biết ông ấy khá lâu. Tôi không rõ ông ấy có đang cân nhắc ngừng tranh cử hay không, nhưng nếu đúng như vậy, tôi sẵn sàng mở đường cho ông ấy. Cựu Tổng thống Donald Trump trả lời phỏng vấn CNN ngày 20 tháng 8 tại Michigan khi được hỏi liệu ông có trao cho Robert Kennedy một vị trí trong chính quyền của mình hay không nếu như Đảng Cộng hòa chiến thắng cuộc đua năm nay. Robert Kennedy tuyên bố tranh cử hồi tháng 4 năm 2023 với tư cách ứng viên Đảng Dân Chủ, sau đó chuyển thành ứng viên độc lập. Ông là con trai cựu Bộ trưởng Tư pháp Robert Kennedy và là cháu ruột cố Tổng thống Mỹ John Kennedy. Ứng viên 70 tuổi, có chuyên môn về luật môi trường và từng viết sách, nhưng nhiều lần gây tranh cãi về quan điểm chống vaccine và các thuyết âm mưu thiếu căn cứ. Ông Trump nhiều lần đưa ra các bình luận mâu thuẫn về cháu trai cố Tổng thống Kennedy. Hồi tháng 4, ông cáo buộc Robert Kennedy là ứng viên cực tả do phe Dân Chủ cài cắm để giúp Tổng thống Joe Biden tái đắc cử. Một tháng trước đó, ông Trump từng nói cháu trai Kennedy là điều tuyệt vời cho phong trào MAGA đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại của mình. Lần này, ông Trump nêu khả năng tuyển dụng Robert Kennedy sau khi truyền thông rộ tin cháu trai Kennedy đang cân nhắc ngừng tranh cử chỉ hơn 2 tháng trước ngày bỏ phiếu toàn quốc. Thông tin này được chính ứng viên phó tổng thống của Robert Kennedy, bà Nicole Shanahan, tiết lộ trên một chương trình podcast ngày 20 tháng 8. Theo Shanahan, Robert Kennedy muốn bỏ cuộc và chuyển sang ủng hộ ông Donald Trump để giảm rủi ro bà Kamala Harris chiến thắng. Trong bình luận với CNN, ông Trump khẳng định sẽ vui lòng nhận sự ủng hộ từ ông Kennedy. Ông cũng không lo ngại phản ứng tiêu cực từ Đảng Cộng Hòa nếu như bổ nhiệm Robert Kennedy và chính quyền trong trường hợp ông đắc cử. Tôi yêu mến những người thông minh, còn Đảng Cộng Hòa thì yêu mến tôi, ông Trump nói. Cựu Tổng thống Mỹ bổ sung thêm rằng chiến thuật và thông điệp tranh cử của ông vẫn không thay đổi, dù cục diện cuộc đua vào Nhà Trắng đã khác đi nhiều sau khi Tổng thống Joe Biden ngừng tranh cử vào ngày 21 tháng 7.